Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một video về việc đốn những cây chè xanh này. Bây giờ là cuối năm rồi, những cây chè xanh nó tốt mà nó già rồi. Nếu chúng ta cứ để tốt thì sang năm nó sẽ khó cho việc thu hái lá để uống, làm nước uống, cho nên là chúng ta sẽ đốn. Đấy, đợt vừa rồi tôi cũng đã đốn, cuối năm tôi đã cứ dùng nước uống, tôi cứ cắt xuống nhưng mà cây nó rất lởm khởm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đốn nó đi, đốn phẳng nó đi, đúng với cái tầm của chúng ta. Đấy. Chúng ta nhớ là nếu đốn là chúng ta sẽ đốn cái tầm ngang này, giữa cái tầm tán rộng nhất này, để nay mai nó phát triển ra nhiều nhiều cái mầm và cái tán nó là càng to ra. Đấy, chúng ta sẽ đốn tầm ngang này. Đấy. Và dụng cụ chúng ta sẽ dùng kéo hoặc là cưa, cành to chúng ta dùng cưa và cành con ta dùng kéo. Chúng ta sẽ đốn vào tầm tháng 11. Đấy. Và các bạn đấy, chúng ta sẽ đốn những cây chè này vào tầm tháng 11. Thì sang năm nó sẽ đầu xuân nó sẽ ra lộc. Đấy. Mà những ngày xuân nó ra lộc rất đẹp. Mà sang năm nó phát triển. Sau khi chúng ta đốn xong là chúng ta sẽ tiến hành bón cho nó.
Thưa với các bạn, trong trường hợp những cái cây nó to như này là chúng ta phải dùng kéo để cắt các bạn nhé. Đấy, trong trường hợp những cái cây nó to này chúng ta sẽ dùng cưa để cắt. Đấy. Đấy, thưa với các bạn, những cành to là chúng ta không dùng kéo được, ta dùng cưa cắt, còn những cành bé là ta sẽ dùng kéo ta cắt. Những cái cành xung quanh này chúng ta cắt hết đi. À, chúng ta cắt hết đi, cắt bớt hết đi. Đấy. Xin giới thiệu với các bạn, đây là những cây khóm chè này tôi đã đốn xong. Đấy. Đấy. Gốc nó to như này. Đó. Nó sẽ như này. Đấy.
Đấy. Thế là thưa với các bạn là khóm chè này đốn xong nó sẽ ở cái tình trạng như này nhé. Đấy. Ngày mai là mùa xuân đến là mưa xuống là nó sẽ đâm chồi này nảy lọc lên. Là cái việc chúng ta hái là chúng ta đứng hái là tầm thấp này. Đấy, nó sẽ rất tốt. Đó. Đây, báo cáo các bạn. Đây là những khóm chè tôi đã đốn xong nhé. Đấy. Thế là sau đó là chúng ta sẽ tiến hành rẫy cỏ xung quanh gốc đi và chúng ta để ải một vài hôm mà xong chúng ta sẽ tiến hành bón phân vào đấy. Đấy, dạng chè đây, đây là dạng chè tôi đã bón xong, đã đốn xong. Đấy, xin lỗi các bạn. Đấy, dạng chè tôi đã đốn xong. Đấy. Đấy, tầm thấp rất đẹp và sẽ để cho nó ra lộc xuân, đầu xuân mới để sang năm chúng ta sẽ thu hái tiếp, cây nó sẽ không lên cao được, nó chỉ ở tầm thấp này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của Khoa nhé. Mong các bạn hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh của Thoa và đón xem các video sau của Thoa làm. Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một cuộc sống vui vẻ, một cuộc đời hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn những người đã đăng ký kênh của Thoa Trần và đã xem video của Thoa Trần. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.